Câu chuyện về người con gái tên Trâm bắt đầu. Câu chuyện này được kể từ một người con gái xinh đẹp tên Trâm. Câu chuyện kể về một đội nhóm, đội thách đấu khách mời chủ nhà của chúng ta gồm có 3 người chơi trong một đội. Họ sẽ hóa thân thành những nhân vật rất đặc biệt và hãy cùng đến với họ, làm quen với họ, xem rằng họ đến với chúng ta với mục đích gì. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm quen với họ, Jack, Rose and Celine Dion. Now, Rose, Jack and Celine Dion. Celine Dion. Các bạn hãy giới thiệu sơ sơ về bộ ba của mình nào. Đầu tiên xin mời. Mình là bạn gái cũ của Jack. Bạn gái cũ của Jack. Rồi đây, bạn gái cũ của đây nè. Rồi sao nữa? Tôi heo làm... rối rồi đó. Nào, tên gì? Em là người yêu cũ của... Cái gì? Đây cũng người yêu cũ, đây cũng người yêu cũ là sao? Dạ, chị này người yêu cũ 2 năm trước, còn em mới quen 2 tháng mới bỏ. Huy ơi, Huy, thuốc nhức đầu của Trâm đâu rồi? Tôi cần thuốc trợ tim. Vậy cuối cùng ông này, ông Jack này, ông sẽ yêu ông thuyền trưởng chăng? Đón xem tập 7 Sàn đấu ca từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.